ព្រមទៅវត្តាដែលស្ថិតនៅជ្រោះជ្រោងជ្រោងដងអូសរីទុបតាសមាព្រះវិញ្ញាណពុទ្ធគាត់ព្រះពីកាលីបរុបមកព្រៃហើយមកមានវិញ្ញាណនោះតំសំហាឋានសម្រានធិរមគុំចក្រវាលលឿនអត់ហោះអាកាសអវៈព្រះសុភពទុបច្ចេកអីសរីមហាពូព្រះបារមីសូចតុកលោកបាទសូមបរិណាទេតរិកចោះមកជួយថែរក្សាចៅចៅរៃបានជឿជាក់ពាក់ចំណងអីសីនេះហើយសុតោទីប្រោជិតសូមតែអ្នកមានសន្ទោ ครบตื้อตีมาเป็นมุกทุ่มหลวงมาเป็นช่องทุ่มหลวงเลยปากว่าครอบคลายด้วยอำนาจพอลบันได้เจ้าเจ้าบ้านหมดทั่วไงนี้บ้านโดยเสกใดปัตนาซาโทช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 าโท
Các bạn đã trở lại vlog Thắng miền Tây hôm nay vì cảnh đẹp ở chùa Pèm Buôn này thì mình lại mùng 18 Tết mình dẫn lại đây một lần nữa để review cho các bạn xem cảnh đẹp nơi đây nha các bạn. Ở đây có kiến trúc có 102 luôn nhưng mà ngôi chánh điện chưa xây xong nha các bạn, để bữa nay mình lại mình review cho các bạn xem toàn cảnh nơi đây nhé. Bữa nay mùng 18 Tết thì mình cũng dẫn lại bị cảnh đẹp nơi đây thì mình lại một lần nữa để mình review cho các bạn xem, các bạn cùng ra ngoài để xem phong cảnh nơi đây với mình nha. Mời các bạn. Thì tiến vào bên trong để cho các bạn xem những tượng Phật nổi bật nhất ở nơi đây các bạn ơi. Ở nơi đây cũng ngôi chánh điện chưa có xây xong nha các bạn. Thì cảnh đẹp nơi đây làm mê mình nè các bạn. Đây mình sẽ tiến tới để quay cảnh Phật cho các bạn xem đây. Rất đẹp luôn các bạn, rất nổi bật luôn. Đây, những tượng Phật cũng rất đẹp các bạn, sơn màu vàng hết trơn nha các bạn. Có tượng Phật bằng gỗ nữa. Đây, hoa sen cũng làm bằng vải màu vàng luôn các bạn. Đây mình sẽ quay những đức Phật cho các bạn xem nha. Tí nữa mình sẽ ra bên ngoài mình review cho các bạn xem toàn cảnh ở bên ngoài. Đây các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Thì ở đây cũng chưa có xây hoàn thành ngôi chánh điện nha các bạn. Đây cảnh làm kiến trúc rất độc đáo ở miền Tây luôn các bạn ạ. Đây mình sẽ ra phía bên ngoài cho các bạn xem toàn cảnh ở bên này nha. Khu xa xa đó thì ngôi chánh điện cũng chưa có mần đâu các bạn. Thì mong quý Phật tử gần xa lại đây cũng có chút tấm lòng nho nhỏ để cúng dường, để làm ngôi chánh điện nha các bạn. Đây là chánh điện chưa có làm xong các bạn ạ. Thì bữa nay mùng 8 Tết mình cũng dẫn lại đây vì cảnh đẹp nơi đây rất đẹp luôn các bạn. Khách hiếu kỳ cũng lại rất đông để xem cảnh đẹp nơi đây. Khách cũng lên trên để xem phong cảnh ở đây các bạn. Bữa nay mình lại một lần nữa để mình review hết cái phong cảnh ở đây cho các bạn xem nha. Trên đây cũng có một vị Đức Phật nè các bạn. Rất đẹp luôn. Rất nổi bật luôn các bạn. Đây các bạn. Khách cũng tham quan cũng nộp nộp lại đây để xem phong cảnh ở đây nha các bạn. Lối kiến trúc rất độc đáo.
vì bữa nay mình đi cũng hơi gió các bạn, hú. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem nhé. Tí nữa mình sẽ ngồi lên ngồi chánh điện quay cho các bạn xem toàn cảnh ở nơi đây. Tiếp theo tôi xin thay mặt ban quản thể báo tin cùng các vị Phật tử gần xa đã đến viếng chùa và đồng thời lễ hướng về trong đó hướng lên xa la thầy yêu cầu quý Phật tử để dép ở ngoài rồi chúng ta thắp nhang cầu nguyện theo ý muốn của các vị Phật tử trong năm mới nhân dậu và nhân hoa cung lên thượng đài nguyện mai mối giải thoát thân già khổ đau hoa tươi như kẻ úa sầu tâm thân chúng ta khỏi sao đi lạc lần hai hai thập hà đạt năm lần ba hai thập hà thân già lần hai lần hai. Đây các bạn, mình sẽ quay về những vị Phật ở đây nè. Hàng hà xa số Phật luôn các bạn ạ. Rất đẹp luôn, anh em gần xa lại đây cũng có chút tấm lòng mọn để lòng hảo tâm để cúng dường chư Phật và trước sau đó cũng xây cho xa la cho hoàn thành các bạn. Xa la cũng chưa có hoàn thành. Tùy duyên mỗi người thôi các bạn á. Đây hàng hà sa số Phật luôn. Còn đâu đâu cũng thấy Phật hết các bạn. Hoan hỷ cúng dường xây dựng trụ trì chùa, có số điện thoại luôn nha các bạn. Mình sẽ đi dài qua ngồi chánh điện để cho các bạn tham khảo nha. Ở đây cũng gửi xe thì tùy hỷ anh em có muốn để bao nhiêu thì để nha, không có bắt buộc nha các bạn. Thì lòng hảo tâm của mỗi người thì để nhiều để xây ngôi xa la các bạn ạ. Cái này cũng có phước duyên của mỗi người nha. Chứ không có... Cô chú ở đây cũng không có ép mình để nhiều hay ít, tùy duyên của mỗi người.
thì để số tiền gửi xe này đó thì để vô cái thùng này để làm công đức và để xây ngôi xa la nha các bạn. Đây, phước thiện tùy duyên nha các bạn. Cái này là phước thiện tùy duyên của mỗi người nha. Nên ta cũng cầu nguyện để cho mạnh giỏi các bạn, đau nhức đồ rồi tiêu trừ hết nha. Và cái xui xẻo năm cũ bước qua năm mới gặp nhiều may mắn và thành công hơn các bạn ơi. Ở đây gió quá hơi hú nha các bạn. Đây, lục ta đó, lục ta xây là cũng như người ngay các bạn ơi. Người ngay thẳng đó nha các bạn. Thường tu luyện ở dưới trong rừng, rừng sâu đó các bạn. Đây ngôi xa la cũng ngôi chánh điện cũng chưa có làm đâu các bạn, chưa có làm xong nha. Đây là vì thiếu kinh phí các bạn, tạm ngưng thôi. Chứ ở đây có một chiếc ghe ngò độc mộc đó gì nè các bạn. Mình trước mắt mình đã thấy chiếc ghe ngò nha các bạn. Mà che cao su lại hết rồi các bạn, không có thấy hoa văn họa tiết. Đây là ngôi chánh điện chưa xây xong nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Ở dưới có chiếc ghe ngò nữa các bạn ơi. Đây ngôi chánh điện mới có đổ có lớp cột thôi các bạn. Chưa xây tường xây gì hết trơn á. Chỉ có làm phía bên dưới thôi. Đây, toàn cảnh bữa nay mình cũng lại một lần nữa để mình quay toàn cảnh cho các bạn xem nơi đây. Nếu mà có lễ khánh thành thì mình lại đây tiếp tục lại đây một lần nữa để mình quay cho các bạn xem nhé. Để mình review cho các bạn xem lễ khánh thành diễn ra sao, làm lễ khánh thành ra sao thì mình sẽ hứa với các bạn là có lễ khánh thành mình sẽ lại đây review một lần nữa để cho các bạn xem nhé. Đây là xin chỉ đỏ cuộc nha cho các bạn. Đây là xin chỉ đỏ cuộc. Thôi video của mình chia sẻ với các bạn tới đây cũng video tạm ngưng nha các bạn. Các bạn chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Video mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Hẹn với các bạn video tiếp theo của mình. Nhớ đăng ký, bấm chuông và đăng ký cho mình nha các bạn. Không tốn tiền đâu. Cảm ơn các bạn.